Hàng trăm khách hàng đang lâm vào tình trạng bất an khi chủ đầu tư sau 5 năm vẫn chưa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký kết trước đó. Đến nay thì người đại diện pháp luật của đơn vị này cũng không liên lạc được. Mặc dù sự việc đã được các hộ dân gửi đơn trình báo tới các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thế nhưng mà cho đến nay thì vụ việc vẫn chưa được xử lý. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đây là dự án khu nhà Hạnh Phúc tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do công ty đầu tư xây dựng Địa ốc Gia Long làm chủ đầu tư. Công ty này đã ký hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất cho hơn 100 khách hàng kể từ năm 2017, với giá dao động cho mỗi lô đất từ 300 cho đến hơn 500 triệu đồng tùy vị trí. Thế nhưng, đã hơn 5 năm nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được bàn giao theo hợp đồng, người đại diện pháp luật cũng không thể liên lạc. Điều này khiến nhiều người dân lâm vào cảnh bất an. Là đúng ra là tháng 4 2019 là phải có sổ và tôi sẽ trồng 5% còn lại là hết. Nhưng mà đến lúc đó thì không có liên lạc được với bên tài nữa, coi như mất liên lạc. Và tôi có đến văn phòng đại diện của Tô Lý Tài thì đến thì hỏi thăm, người ta nói là không có còn làm việc nữa. Nhiều hộ dân cũng cho biết không chỉ dự án này bị trễ hẹn mà nhiều dự án khác của công ty Gia Long cũng lâm vào tình trạng tương tự, thậm chí có nơi chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo như thế này. Tiền mình mồ hôi nước mắt mình bỏ ra đây, mình để dành dụng bao nhiêu năm trời mới được một ít tiền là mình mua, chung nói chung là cũng muốn có mảnh đất, nó có giấy tờ đàng hoàng để mà lập nghiệp, nhưng mà giờ mình lên như này mình liên hệ không được, rồi đóng cửa đóng kênh cài như này, không gặp được ai, không biết thông tin gì về đất cát thì cũng rất là lo. Các khách hàng này liên hệ nhưng doanh nghiệp này cho rằng vì một cái lý do bất khả kháng, lý do khách quan gì đó thì các bên có thể là khởi kiện một cái vụ án dân sự đến tòa án có thẩm quyền. Như doanh nghiệp này nhận tiền khách hàng, ký kết hợp đồng khách hàng, nhưng những người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt cái tài sản này và không bàn giao đất, không bàn giao giấy chứng nhận. Và hành vi này chúng tôi cho rằng có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Theo các hộ dân tại đây, vì công ty Gia Long đã nhận 95% số tiền theo thỏa thuận hợp đồng, nhưng sau đó lại không thể liên lạc được. Trụ sở đăng ký kinh doanh trên giấy phép trước đó cũng không còn, khiến họ vô cùng lo lắng. Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm những khó khăn vướng mắc cho người dân để họ an tâm ổn định cuộc sống. Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ nguồn nhân lực y tế trong tỉnh giai đoạn 2023-2025. Trong đó, hơn 884 tỷ đồng hỗ trợ hàng tháng và trên 5,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế khu phố. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng bao gồm có công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm theo đúng quy định. Theo tờ trình, mức hỗ trợ được xây dựng theo 6 mức là 4 triệu đồng một tháng, 3 triệu đồng một tháng và 2,5 triệu đồng một tháng, 2 triệu đồng một tháng, 1,5 triệu đồng một tháng và 1 triệu đồng một tháng, dựa trên cơ sở trình độ của đội ngũ nhân lực ngành y tế. Trong đó, ưu tiên đối với những đơn vị y tế có tính chất đặc thù, nhiều khó khăn trong thu hút và tuyển dụng và điều kiện môi trường làm việc. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì số ca mắc sốt xuất huyết trong năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp này thì các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã tích cực kiểm tra, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân nhận biết, nâng cao ý thức phòng chống dịch là một giải pháp luôn được coi trọng và thực hiện tốt. Từng là những thành viên tích cực của tổ COVID cộng đồng, những người cao tuổi phường Trung Tự, quận Đống Đa lại tiếp tục phát huy vai trò với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không chủ quan lơ là, chính là thông điệp được nhắc đi nhắc lại. Công tác phòng chống sốt huyết thì chúng tôi đã và làm rất là tốt và làm rất nhiều lần. Tức là trong tháng có thí dụ chúng tôi phải làm 3-4 lần. Thế là đi đến từng hộ gia đình và tuyên truyền, nhất là những cái thời kỳ mà cao điểm. Không chỉ tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, các tuyên truyền viên còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể người dân cách phòng chống dịch sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Cán bộ các thứ đều nhắc nhở cả. Thế ngược lại là cũng chúng tôi cũng rất là hay xem thời sự để cho nó biết được tình hình như thế. Thì mình cứ như thế mình chấp hành thôi. Bể nước thì hoàn toàn là không thể không có nắp.
Thế rồi là cây cảnh ở nhà tôi không chơi. Thế ban ngày ngủ thì là mắc màn, đề phòng. Đấy. Thì cái quan trọng tức là không để có bọ gậy thì nó không có sốt xuất huyết. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã phát động nhiều chiến dịch ra quân, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc đồng loạt ở 100% các phường và những nơi nguy cơ cao, xuất hiện ổ dịch, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn truyền thông, kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng nhằm hạn chế bùng phát ổ dịch mới. Cái việc mà phát động chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để tiến hành thường xuyên liên tục tại các địa phương, đặc biệt là tại các quận huyện, xã phường và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân là một phần hết sức quan trọng trong phòng chống sốt xuất huyết. Bởi vì nếu như chúng ta loại trừ được tối đa, được nhiều nhất các ổ bọ gậy thì cũng sẽ không có mũi trưởng thành và cũng sẽ không có sốt huyết. Thống kê cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng, đến nay là gần 1.500 ca. Đang trong thời cao điểm mùa dịch, dự báo số ca mắc trên địa bàn tiếp tục gia tăng thời gian tới. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương cần nỗ lực hơn nữa, coi việc phòng chống dịch sốt xuất huyết tương tự như dịch COVID-19.